Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng máy. Đây là nguồn của nó. Mình khởi động ở đây. Thì ở trên này đang có hai báo, hai cái đèn. Cái đèn này là báo muối này. Còn cái này đang báo dầu bóng, có nghĩa là mình chưa đổ dầu bóng và chưa đổ muối ấy, thì nó sẽ báo hai cái đèn này, sau khi mình đổ rồi nó sẽ mất. Tiếp theo thì ở trên màn hình thì nó sẽ gồm máy này thì sẽ máy 80373 thì sẽ gồm có 7 chương trình. Chương trình thứ nhất là chương trình rửa nhanh, chương trình rửa tráng qua, thì chương trình rửa tráng qua này nó sẽ rửa tráng qua cho mình là 15 phút, đây là chế độ 1P. Mình nhìn thấy 1P đấy. Thì chế độ này sẽ ví dụ như mình ăn bữa bát đũa buổi sáng hoặc buổi trưa ít ấy, thì mình bỏ vào mình sẽ chọn chế độ này. Tráng qua này thì để đến chiều mình rửa vào một lần luôn. Thì chế độ tráng qua này thì nó sẽ không hỗ trợ sấy và mình không bỏ viên rửa vào. Tiếp theo là chương trình rửa nhanh 14 phút. Thì chương trình rửa nhanh 14 phút này thì đối với những cái loại bát đũa mà anh chị để đồng tủ quá lâu ngày ấy, thì mình muốn lấy ra dùng ấy, thì là mình sẽ chọn chế độ tráng còn rửa nhanh 14 phút này. Chế độ này cũng không bỏ viên rửa và cũng không hỗ trợ sấy. Tiếp theo là chế độ rửa nhanh 30 phút. Thì cũng tương tự như chế độ rửa nhanh 14 phút, chế độ rửa nhanh 30 phút này thì dành cho những loại bát đĩa có độ bụi bám bẩn nhiều hơn, cũng không dùng viên rửa, cũng không hỗ trợ sấy. Tiếp theo là chế độ rửa eco. Chế độ rửa eco này là chế độ rửa tiết kiệm. Thì chế độ rửa tiết kiệm này thì nó sẽ tiết kiệm cả điện và nước, là chế độ 4P. Thì bình thường thì mình sẽ ít chọn chương trình này bởi vì nó rửa sẽ không sạch, sấy nó cũng khô đâu. Tiếp theo là chế độ rửa nhanh 50 phút. Chế độ rửa nhanh 50 phút này thì cũng tương tự như chế độ rửa 30 phút và rửa nhanh 14 phút. Nhưng mà chế độ này thì nó sẽ rửa cho những loại bát đĩa mà bám bẩn nhiều hơn, nó rửa chuyên sâu hơn một tí. Cái này cũng không mọi viên rửa, cũng không hỗ trợ sấy. Tiếp theo là chương trình rửa sạch rồi. Thì chương trình này ấy, thì là chương trình rửa nhanh 2 tiếng. Chương trình này mình sẽ bỏ viên rửa, có hỗ trợ sấy. Tiếp theo thì chương trình rửa smart 60-70 độ C. Thì chương trình này nó sẽ rửa cho mình nước nóng ở 60-70 độ C trong vòng 3 tiếng. Chương trình 7B. Thì anh chị khi rửa tổng hợp tất cả xong nồi bát đi hay gì ấy thì là mình sẽ chọn chương trình 7B này. Thì cách sử dụng như thế này. Ví dụ như buổi sáng này mình ăn bát đũa mình ít quá, mình bỏ vào. Sau đó mình sẽ khởi động nguồn lên. Mình sẽ chọn là chương trình 1B. 1B là chế độ rửa tráng qua. Sau khi mình chọn chương trình 1B xong rồi thì mình sẽ nhấn start. Nhấn start đây. Đây được. Tiếp theo, đến khi bị trưa, anh chị ăn và cùng bỏ vào mà bát đũa nó cũng ít quá ấy, thì mình cũng chọn chương trình 1B tương tự như thế. Nhưng mà đến cuối ngày mình sẽ bỏ vào một lần. Sau đó mình sẽ chọn giúp em là chương trình là 7B. Đây thì anh chị chọn giúp em chế độ rửa cuối ngày, chế độ rửa tổng hợp thì mình sẽ chọn cho em là chế độ 7P. Thì chế độ 7P này thì nó sẽ rửa cho mình nước nóng ở 60-70 độ C và rửa xong rồi sấy khô cho mình. Thì nó trong vòng 3 tiếng. Thì sau khi mình xếp bát đũa trong này xong rồi ấy, mình sẽ bỏ giúp em ở đây một viên rửa. Bỏ viên rửa sau đó mình sẽ để lại như thế này. Tiếp theo ngoài này mình sẽ chọn là chế độ 7P. 7P và mình nhấn start là ok. Còn nếu mà trong quá trình sử dụng, khi anh chị sử dụng xong rồi ấy, mà ví dụ như gặp trường hợp như thế này, nếu mà anh chị cảm thấy có những trường hợp là mình chỉ bỏ ngăn trên cùng một chắc này thôi, hoặc là bỏ ngăn dưới cùng một chắc này thôi, thì khi chọn một chương trình rồi, ví dụ như anh chị chọn chương trình đáng qua chẳng hạn, bắt đầu anh chị chỉ bỏ ngăn phía trên cùng một mình, thì mình sẽ chọn với các chức năng phụ như là sẽ là mình sẽ nhấn vào option. Sau đó mình sẽ chọn là gồm có rửa nửa tại trên và rửa nửa tại dưới. Thì đây là chế độ rửa nửa tại trên 1/2 of upper bucket. Sau đó mình chọn cái rửa nửa tại trên này thì mình sẽ tích về đây, thì nó sẽ báo on upper là ok, là mình đã chọn xong rửa nửa tại trên và mình nhấn start. Còn để hủy thì mình sẽ nhấn tích lại. Còn mình không rửa nửa tại trên thì mình chọn rửa nửa tại dưới thì mình sẽ nhấn đây, nó sẽ báo lower. Thì để chọn rửa tại dưới thì mình cũng tích tương tự như thế, nó vào on thì là mình nhấn start là được. Rồi anh chị đã hiểu cái chỗ này chưa? Đây rồi, tiếp theo ví dụ như khi anh chị rửa, anh chị chọn 7B cho em chẳng hạn, mà anh chị vẫn muốn, anh chị cảm thấy bát đũa chưa khô mấy ấy, thì anh chị hôm sau anh chị muốn sử dụng lần nữa, thì ví dụ như chẳng hạn như thế này nhé, anh chị nhấn máy lên, anh chị cảm thấy bát đũa ở đợt trước chưa khô, mình muốn khô hơn nữa chẳng hạn,
Mình chọn chương trình là 7P đi. Chương trình rửa tổng hợp. Sau đó mình thấy bát đồ chưa khô thì mình sẽ chọn thêm option. Mình sẽ chọn ở đây, mình sẽ nhấn phím lên xuống. Đây. Extra dry nhộp. Thì cây này là hỗ trợ sấy, hỗ trợ siêu sấy, thì mình nếu mà mình muốn cho sấy hơn, sấy khô hơn nữa thì mình sẽ tích vào on. Thì nó sẽ báo extra dry nhộp. Thì là mình nhấn start thì nó sẽ khi kết thúc chương trình thì nó sẽ hỗ trợ sấy thêm để cho bát đùi mình khô hơn. Còn nếu mà mình không thì mình sẽ tắt off. Thì mình sẽ nhấn bình thường như thế này. Thì đây đây là đối với một chế độ rửa 7P bình thường. Thì là mình sẽ để mình chỉ cần nhấn start. Mình chỉ cần nhấn start như thế này. Đây là một chế độ 7B bình thường, mình nhấn start, sau đó mình cho chế độ 7B, sau đó mình nhấn start là được. Là chế độ 7B rửa bình thường. Còn nếu mà mình muốn hỗ trợ sấy thì mình nhấn thêm option. Mình sẽ cho vào extra dry nhọt cái hình sấy này nháy này. Để mình chọn thì mình sẽ tích on. Được chưa? Nó báo on thì mình nhấn start là được. Thế là xong, là sấy. Còn cũng tương tự như ví dụ rửa tay thì anh chị ví dụ chọn 7B, anh chị chọn chương trình nào nữa, ở trên này nó gồm có các chương trình ví dụ như thế này. Thì ví dụ như đây, ở trên các chương trình phụ trợ thì nó sẽ gồm có các chức năng, ví dụ như đây là chức năng khử khuẩn. Thì anh chị muốn chọn thêm chức năng khử khuẩn thì anh chị chỉ cần chọn cái này và mình tích thì on, thì nó sẽ trong quá trình rửa thì nó sẽ khử khuẩn thêm. Tiếp theo thì sẽ gồm có các chế độ như là mình có dùng viên rửa 3 trong 1 hay không, on off. Tiếp theo là chế độ rửa tại trên và dưới thì cũng tương tự như khi nãy em hướng dẫn là rửa tại trên, rửa tại dưới. Tiếp theo thì extra fast thì cây này thì nó sẽ rửa nhanh hơn. Tiếp theo là extra strong là cây này là buổi tối thì nó sẽ tắt đèn cho mình. Thì mình chọn vào khi chế độ đi ngủ ấy, thì là mình sẽ chọn cái này. Có bật hay không thì mình cũng tích on như thế này. Tiếp theo thì hỗ trợ sấy tương tự như thế. Như thế là xong mọi người, anh chị cần như thế. Còn ở trên phím này ấy, khi mình bật máy lấy, khi mình nhấn đồng thời hai nút lên và xuống này ấy, thì đây là khóa trẻ em. Thì ví dụ nhà mình có trẻ con mà mình sợ trẻ con vào ấy, thì khi mình khóa trẻ con như thế, cái hình khóa nó hiện lên ấy, thì mình chạm trên này sẽ không có tác dụng gì. Và để mình bỏ khóa trẻ em thì mình sẽ nhấn đồng thời như thế này. Thế là xong. Thì nó bỏ ọc, nó tắt cái này thì mình điều khiển được. Còn để anh chị mà cài đặt ấy, cài đặt một ở trên này nó sẽ có cài đặt cả ngôn ngữ, thì anh chị để cài đặt một số chức năng khác thì anh chị chọn cho nó option và delay này. Anh chị sẽ giữ. Thì ở cái menu setting này nó cũng có language này. Language thì để mình thay đổi language thì mình sẽ chọn tích vào language tiếng Anh, thì máy khi cài đặt về thì là sẽ là tiếng Anh sẵn cho mình. Thì tiếp theo có gồm các cái là ví dụ như điều chỉnh nước, hoặc là điều chỉnh bóng, điều chỉnh tiếng to nhỏ. Thì mấy cái này nhà cài đặt, nhà sản xuất ấy, đã cài đặt cho mình ở một thông số gọi là cố định rồi, ở mức tiêu thụ tốt nhất rồi, nên là mấy cái này em nghĩ là không cần phải, mình không cần phải điều chỉnh đâu, mình chỉ cần biết qua vậy là được thôi. Còn để mình hủy bỏ thì mình sẽ nhấn exit như thế này. Đấy là em đã hướng dẫn xong cái máy 8073.